Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện tỷ lệ bao gói thuốc trừ sâu trên địa bàn được thu gom xử lý chưa cao, chỉ đạt khoảng 8-9%, dẫn đến tình trạng còn xả thải trì trệ trên ruộng đồng, sông suối, kênh mương hoặc bỏ chung với rác thải sinh hoạt đã gây ô nhiễm môi trường. Trước thực tế này, nhằm chung tay thu gom xử lý gói thuốc trừ sâu, sáng 8 tháng 9, nhiều nông dân trên địa bàn phường 5 thành phố Đà Lạt đã đến hội trường làng hoa Vạn Thành để đổi các loại vỏ bao bì thuốc trừ sâu lấy quà tặng do Hội Nông dân thành phố Đà Lạt lần đầu tiên tổ chức. Theo đó, quà tặng là những vật dụng đồ bảo hộ khi đi làm phường, gồm có găng tay, ủng bảo hộ, áo mưa, mũ. Ngay khi chương trình được tổ chức đã tiếp nhận gần 500 kg vỏ thuốc trừ sâu của các nông dân đến đổi lấy quà. Mỗi ký vỏ bao bì thuốc được nhận một đôi găng tay, 2 ký nhận một cái mũ, 3 ký nhận một đôi ủng và 5 ký nhận một bộ áo mưa. Ông Nguyễn Đức Công, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Lạt cho biết, chương trình sẽ lưu động hàng tuần qua các địa bàn, riêng trong tháng 9 2022, tổ chức tại làng hoa Vạn Thành, phường 5, Đa Thiện, phường 8, khu vực hồ Mê Linh, phường 9, đường 723, phường 11 và 12 trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thank you.